Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là đúng 4 giờ chiều thứ tư, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2022. Xin bỏ cái ít phút giải trí kể chuyện đến với tất cả các bạn về cái giải World Cup bóng đá. Lúc 8 giờ sáng nay đó là cái đội Nhật Bản đụng với cái đội Đức. Thì nếu mà các bạn xem cái clip ngày hôm qua mà mình kể về giữa cái trận đá của Saudi Arabia đụng với Argentina mà mình đi ở trong cái công viên Franklin Park ở Roxbury đó. Đó có một đoạn mình nói đó. Mình giải thích với các bạn đó. Tại sao có nhiều cái trận đó là vào cái hiệp đầu á người ta đá dở, người ta đá thua. Cái sau khi cái giờ nghỉ giải lao đó người ta trở lại người ta đá quá hay. Đó thì nếu mà các bạn xem cái clip ngày hôm qua đó thì nó áp dụng y chang như là sáng hôm nay, ngày hôm nay cái đội Nhật Bản nó đụng với cái đội Đức, nó y chang gì đó. Thì ai xem bóng đá mà cái trận Nhật Bản là lúc 8 giờ sáng nay á, thì các bạn thấy vừa vào trận á là Đức họ tấn công Nhật Bản ào ạt luôn, tấn công quá chừng luôn đó. Thì nếu mà những cái người mà người ta không có biết về gọi là đấu pháp, cái cách mà chiến lược với chiến thực á, thì khi mà người ta nhìn tấn công như vậy á, người ta chỉ biết coi thôi. Các bạn biết không, người ta chỉ biết coi thôi, giống như các bạn đứng các bạn xem đánh cờ, các bạn đứng ở ngoài các bạn xem người ta đánh cờ. Thì khi các bạn đứng ở ngoài các bạn sáng á, các bạn nói tại sao cái con cờ này cái ông này lại chiếu tướng, sao ông không đi cái hướng này mà ông lại đi cái hướng này, là bởi vì mình đứng ở bên ngoài á thì cái cách của mình đánh cờ là mình đánh khác. Còn cái người người ta ngồi đánh á thì người ta có cái kiểu cách chiến lược chiến thuật của người ta, người ta muốn thí cái con này. Cho nên khi mà người ta coi đá banh đó, người ta không có hiểu thì đâm ra người ta nói ủa tại sao cái cầu thủ hậu vệ này chạy cái hướng này. Nhưng mà người ta không biết á là cái người hậu vệ đó đó là người ta có hai ba lớp hậu vệ lắm. Khi mà cái người hậu vệ thí dụ như hai trong cái trận mà Saudi Arabia với lại Argentina đó, thì có một cái lúc đó là cái phía hậu vệ bên Arabia đó có một cái hậu vệ người ta chạy lên, người ta bám vô cái cầu thủ của phía bên Argentina. Thì nếu mà mình coi á bóng đá bình thường mình không hiểu, mình nói tại sao cái hàng hậu vệ này nó lỏng quá, nhưng mà người ta không hiểu là cái hậu vệ là nó cái người mà người ta huấn luyện viên á, người ta đánh lừa cái đối phương, người ta không muốn bị bắt bài, là người ta cứ cho cái người coi với lại cái đối phương bên kia đó nghĩ cái anh số 2 này là cái anh hậu vệ. Nhưng mà thật ra đó cái anh ở trung vệ này á cũng có thể là cái nhiệm vụ của ảnh á là cũng là hậu vệ. Thì cái anh hậu vệ này á ảnh tấn công lên, khi mà ảnh chạy lên ảnh đánh lừa, ảnh làm cho cái phản trống, thì bên kia người ta tưởng đâu là cái dàn phòng ngự mấy bên Saudi bị yếu thì người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà không ngờ đó là ông huấn luyện viên đó là ổng muốn đối phương nghĩ như vậy thì ổng dùng cái bên trung vệ cánh trái cánh phải đó dòng lại. Các bạn hiểu không, đây là cầu thủ hậu vệ số 2 nè, mình giới sự đây là trung vệ số 3 đó. Thì khi mà cái hậu vệ số 2 đó chạy lên bám sát với cầu thủ mấy bên kia đó là cái phản trống bên đây, nhưng mà cái chiến lược của cái ông huấn luyện viên á là ông để cho cái người trung vệ ở bên cánh phải nè dòng chơi cái hướng này, mặc dù là họ đá đánh lừa bên kia là họ đá trung vệ nhưng mà thật ra họ là hậu vệ. Các bạn biết không, đây là hậu vệ nè, đây là trung vệ nè. Khi mà hậu vệ họ đi lên gọi là gài bẫy đó, đi lên để diễn giả cho bên kia thấy là mình cái khu của mình nó lỏng lẻo, nhưng mà ai ngờ đâu có cái người mép bên đây người ta chạy xuống, người ta thế cái chỗ người ta phòng ngự. Các bạn thấy không, đây là cầu thủ nè, hậu vệ nè, tiến lên nè bị trống chỗ nè, cánh trái cánh phải nè chạy xuống thế chỗ nè. Cho nên đại đa số mấy cái bạn ở bên Việt Nam á không có am hiểu về bóng đá, không có hiểu về đá mà gọi là đấu pháp á,
là các bạn cá độ là các bạn thua sặc máu luôn, mình hứa chắc với các bạn. Ngày hôm qua với lại ngày hôm nay đó là hai cái đội mạnh của Đức với Argentina đó, là mấy cái giới cá độ bên Việt Nam là người ta thua sặc máu luôn. Người ta thua sặc máu luôn, mình bảo đảm. Các bạn vô Facebook đi, các bạn thấy mấy cái người ta bốt đi. Xui đến với tôi quá, xui quá là người ta thua cá độ đá banh đó. Đó, người Việt Nam của mình nó có cái văn hóa thích đi theo cái đội mạnh, thích đi theo cái theo số đông. Đó thì có một số bạn cũng gì nó nói về mà đồng tiền ảo đó. Các bạn ở bên Việt Nam các bạn cũng bị mắc trắng luôn, thua quá chừng thua luôn, bị công ty CCS phá sản rồi, bị gần đây nhất là bị FTX. Rồi ở bên Việt Nam người ta cũng phá sản. Là tại vì các bạn chỉ có đi theo cái số đông. Các bạn thấy người ta đăng báo lên, người ta tuyên truyền, người ta nói là đồng tiền Bitcoin á, là 2-3 năm nữa nó sẽ trở thành 1 triệu. 2-3 năm nữa đồng tiền Bitcoin nó sẽ trở thành một cái đồng tiền Bitcoin 200-300 ngàn. Rồi các bạn nghe người ta dựng chuyện lên, nói cái ông nhà tỷ phú này bỏ vô mấy trăm tỷ mua Bitcoin đồ gì đó. Thì cá độ cũng vậy, các bạn đi theo phần đông. Các bạn đọc những cái tin tức, những cái trang mạng, các bạn nói theo thống kê cho thấy thì đại đa số trên thế giới là người ta đổ tiền vô, người ta cá độ, người ta bắt cái đội Argentina, người ta bắt cái đội ở bên Đức. Đó, các bạn nhìn cái số đông. Đó thì khi mà các bạn đi theo cái số đông á là các bạn chết chùm cả đám. Đó thì nếu mà các bạn nào mà xem cái clip hôm qua đó, ngày hôm qua là ngày 22 tháng 11 mà mình đi ở trong cái công viên đó, mình có một đoạn mình có nói đó là trong cái bộ môn bóng đá đó, tại sao các bạn thấy cái hiệp 1 á người ta đá dở quá chừng, mà cái hiệp 2 á là người ta bỗng dưng người ta đá quá thằng nhập đồ vô, người ta đá dữ dội, người ta đá quá hay, mà thậm chí người ta ăn luôn. Các bạn nhớ mình nói không? Thì nó y chang như là cái trường hợp hồi lúc sáng nay cái đội Nhật Bản cũng vậy. Những cái người mà người ta biết về đấu pháp á, người ta biết về, am hiểu về đá banh á, là khi mà người ta xem một cái đội bị tấn công á, là người ta không có nghĩ là cái đội đó sẽ bị thua, mặc dù cho dù thua 1 điểm, 2 điểm nữa. Trong cái quy luật á, game á, chừng nào mà game over, chơi xong cuộc á, là mới biết ai thắng ai thua. Đó là cái lực mà về đấu pháp. Còn mà trong cái lúc mà người ta chơi á, nhiều khi á, có thể còn 1 phút 30 giây người ta cũng gỡ hòa được nữa, nếu mà người ta thua một trái. Cho nên cái người mà không biết coi đá banh á, người ta thấy vừa vô lúc đầu á, đội Nhật á, bị đội Đức á, nó áp đảo quá. Cái người ta viết báo lên, viết Facebook rồi lên, nói đáng cho cái đời Nhật Bản đá dở như vậy, bị thua cho thằng Đức một trái á, là đúng rồi, là đáng rồi. Nhưng mà người ta đâu có hiểu về đấu pháp. Tại vì khi mà cái lúc mà vừa đầu chặn vô đó, thì Nhật á, là họ có một cái kế hoạch, có một cái chiến lược, có một cái lối chơi. Nhưng mà không ngờ á, là bị Đức họ nhìn được cái cách chơi, cho nên họ mới áp đảo. Nhưng mà nhiều khi đó cũng là một cái chiến lược mà bên Nhật Bản nó dụ nữa. Tại vì lúc mà mình coi á, mình để ý á, tại sao mà lúc mà Nhật đưa banh á, mà họ không có đá banh lên mấy phía bên kia, mà họ đưa vòng. Lúc mà Nhật mà bắt banh nó gần thủ môn á, các bạn để ý không? Họ chuyền banh á, thay vì hồi lúc xưa Nhật Bản mà đá theo cái lối cũ của mấy năm, những cái đợt World Cup trước á, là thủ môn á là đá banh xa về mấy phía bên khung thành của bên đối phương. Nhưng mà các bạn xem hồi lúc sáng này không, lúc mà Nhật mà họ cầm banh á, là họ cứ lừa tới lừa lui ở bên trong cái phía mà bên khung thành của thủ môn Nhật á. Cái mình suy nghĩ một lát, cái mình nói ồ, đây là cái chiến lược mà là họ dụ bên kia. Các bạn biết tại sao không? Đấu pháp, tại sao họ làm như vậy không? Tại vì nếu mà bạn đá trái banh thẳng về mé bên phía bên đối phương á,
là người ta có đầy đủ dàn cầu thủ á, theo tâm lý á, theo cách chơi á, là người ta bên sân nhà của người ta đó là người ta có đầy đủ cầu thủ để người ta dự bị, người ta phòng ngự đó. Thì cái người Nhật đó họ chuyền banh tới banh lui, thay vì thường thường á làm banh thủ môn mà cầm trái banh hay là cầu thủ của mình là người ta đá cái gầm cho trái banh á bay về bên đối phương. Mà các bạn để ý không đó, mấy cái người mà người ta am hiểu về đấu pháp á là người ta coi rất là hấp dẫn, rất là hay. Thì mà lúc mà Nhật á nó đưa banh vòng 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 bên sân của nó là mình biết được đây là cái đòn bẩy mà Nhật Bản đặt ra cho Đức. Cái đòn bẩy đó là khi mà bạn lừa banh á là cái cầu thủ bên kia đó là hai ba cầu thủ á là thiếu nhẫn nại. Thì bây giờ một bên á là có 10 cầu thủ, sân bên kia có 10 cầu thủ, mà nếu mà bạn mà chặt trái banh phía bên Nhật Bản mà đang cầm banh á mà chặt thẳng một trái lên á là bên kia nó có 10 thằng cầu thủ. Bây giờ mình lừa đây làm chi, biết không, cho ba cái cầu thủ, bốn cái thằng cầu thủ nó xuống gần ở đây để mà mình khi mà nó vừa xuống á, 10 thằng cầu thủ bên kia mà nó mắc hết ba thằng á, nó về bên cái bẫy của mình á là mình dứt cái banh qua bên đó, là bên kia thay vì bên kia nó có 10 thằng nó phòng ngự mà mình đã dụ kéo về bên phía bên mình bẫy nó hết ba thằng rồi, bên kia nó còn lại 7 thằng. Đó là cái cách chơi mà đấu pháp á. Thì lúc mà Nhật Bản nó thua trái á là mà trong đầu của mình nghĩ Nhật vẫn còn thời gian để gỡ. Thì đến hiệp 2 á, đến gần cuối hiệp 2 á thì ông huấn luyện viên của Nhật Bản á ổng đổi hai người mới vô. Hai người mà ngồi ghế dự bị đó. Đó, tới cái lúc này đó thì các bạn nào mà ở Việt Nam mà hay thắc mắc á, tại sao đội Pháp ký hợp đồng cho Quang Hải mà tối ngày để cho Quang Hải ngồi ở trên phòng dự bị không vậy, không cho ra đá. Cái tâm lý các bạn biết không? Giống như mình thích một cái người nào á, người ta diễn cái bộ phim dở hay cái bộ phim mình chỉ có thích cái người đó, mình là fan của đó, mình ngưỡng mộ người đó thì mình phải coi cái người đó. Chứ mình không có nghĩ cho đại cuộc. Mình không nghĩ cho đại cuộc cho cái đội của mình. Đó thì hai cái người cầu thủ dự bị ngồi từ đầu tới đuôi ngồi dự bị là hai cái người đó lại là hai cái người đánh bại Đức. Mà các bạn có hiểu tại sao mà những cái người ngồi dự bị mà không đá nhiều mà tới nước cuối mà họ ra sân mà họ đá mạnh, các bạn biết sao không? Đó là cái lá bài giấu. Đó là hai cái lá bài ách của người ta chưa có lật ra trong cái đấu pháp. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng nước đá. Đối với mấy cái người mà người ta làm huấn luyện viên đó, cầu thủ chơi đá banh đó, là người ta nghĩ khác hơn cái người xem. Tại vì trong cái bộ môn đá banh hay là football hay là bóng chày, tất cả các bộ môn thể thao là người ta phải áp dụng chiến lược, chiến thuật và đấu pháp. Các bạn coi là các bạn phải am hiểu về đấu pháp. Đấu pháp là như thế nào? Đấu pháp thường thường đá banh là nó có, mình nói cái này mấy cái người cầu thủ đá banh người ta đồng ý, người ta hiểu với mình. Đấu pháp á là ở trong cái bộ đá banh á là thường thường á là banh nó đưa lên hai cánh. Một á là cánh trái, hai là cánh phải. Đó là trong cái bộ môn đấu pháp. Thì khi mà cái cánh mé bên banh mà nó đưa lên cánh trái hay cánh phải đó, tùy theo cái hiệp đó, mà trong cái cánh đó mà nó không có đạt hiệu nghiệm á, nó bị bên phía bên kia nó bắt bài á, là nó biết mình banh của mình là đá bên cái cánh trái hay cái cánh phải, thì người ta sẽ đổi qua cái cánh, từ cánh phải qua cánh trái, hay là tức là banh cái sân đi lên á, một á là banh á là họ đưa nhiệm vụ của họ đưa cho cầu thủ chạy bên cánh phải, họ đưa hoài như vậy đó, cái chiến lược của họ là như vậy đó, mà bên đó nó không có hoạt động á thì người ta dời qua banh, thay người vô, người ta đưa qua bên cái phía của bên cánh trái với cánh phải đó, đấu pháp á.
Cho nên lúc đầu mà mình nhìn mà Đức mà nó tấn công áp đảo Nhật Bản á, mình không có nghĩ là Nhật Bản sẽ là đội yếu, mình không nghĩ Nhật Bản sẽ thua. Bởi vì mấy cái người mà người ta biết về cái bộ môn bóng đá đó, hay là người ta làm huấn luyện viên á, người ta nhìn vô người ta biết cái điểm yếu của người ta biết người ta đang bị tấn công, cái người xem cũng vậy. Thì trường hợp đó làm như thế nào? Trường hợp đó là ông huấn luyện viên ổng sẽ đổi cách chơi. Lúc trước khi mình vô chặn là mình định đá cái kiểu đó, nhưng mà bây giờ bên kia nó bắt bài của mình, nó hãm thành quá, mình thua nó ăn trái. Bây giờ chơi cái kiểu này nữa, một hồi nữa mình thua nhiều, đổi cách chơi, đổi người vô. Đó thì ông huấn luyện viên người Nhật Bản nó gần cuối hiệp 2, ông đổi hai người vô. Mà nhiều người người ta không hiểu tại sao ông đổi, nhưng mà mình coi là mình biết là đổi. Các bạn tại sao biết mà mình coi mà mình biết là ổng đổi không? Là tại vì hai cái người cầu thủ mà đá lúc ban đầu á, gọi là, nói theo tiếng Việt Nam của mình gọi là đá chính á, đưa banh xuống đúng chiến lược, nhưng mà đá banh, đá bị chịch ra ngoài khung thành, đá không có chính xác, đá không có chất lượng. Nếu mà các bạn nào mà xem cái trận Nhật Bản với Đức hồi sáng đó, các bạn nhớ cái phút 60 và cái phút 62. Và cái phút 72. Các bạn nào mà bây giờ đi vô những cái trang mạng mà các bạn xem lại đó, các bạn bấm cho mình tới cái phút 60 và cái phút 72. Hai cái phút đó đó là Nhật Bản đang tấn công và đá đúng chiến thuật, đá đúng với lại cái chiến lược. Nhưng mà khi banh hãm thành của phía bên Đức á, cơ hội quá quá cao luôn, cơ hội là đá thủng lưới là quá cao luôn. Mà hai cái người cầu thủ, một cái người cầu thủ số 18 phút 60 á, là đá lật banh ra ngoài, anh ta ám sát xuống mặt đối mặt với lại thủ môn luôn, nó còn gần hơn là đá phạt 10-11 mét nữa, mà anh cầu thủ Nhật đá banh ra ngoài, qua ngoài sân. Xong rồi phút 72, bên phút 60 á, là đá từ bên cánh trái, phút 72 á, là đá từ bên cánh phải, chặt banh luôn. Mà hai cái lần banh đó đó là cầu thủ của Nhật á, đang hãm thành mặt đối mặt với thủ môn luôn, là banh nó gần còn hơn là đá phạt đền 11 mét nữa, hai trái đó đá chặt. Đó, các bạn nào xem lại đây, phút 60 với phút 72. Thì nếu mà trường hợp á, mà mình là huấn luyện viên, mình phải làm sao? Là mình đổi cầu thủ là cái chắc. Ok, bây giờ mình có khách. Xin phép các bạn, mình phải trở lại ca làm. Trong cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn á, về cái cách nhìn của người Tây Phương á, họ nhìn về cái đội bóng của châu Á nó khác hơn là cái người châu Á của mình. Tâm lý đơn giản dễ hiểu thôi, tại vì Ba Tây với lại Đức là những cái đội mạnh, thì châu Á của mình á, cứ so sánh với mấy cái gã khổng lồ, thì châu Á của mình khi mà cá độ hay là trước khi xem đá banh á, thì mình tự động automatic á, là mình nghĩ á, là đội Argentina sẽ thắng đội Seoul, hay là đội Đức sẽ đánh bại đội Nhật Bản. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với người Tây Phương á, thì ai cũng cho đó là đội Nhật Bản á, và đội Nam Hàn là đội mạnh. Thì mình mới hỏi tại sao bạn nghĩ đó là đội Nhật Bản với đội Nam Hàn là đội mạnh. Thì mấy người này nói đó, bạn thấy đó, từ trước tới giờ, bạn để ý coi, tất cả các đội bóng trên thế giới người ta đều ao ước để được có cái tấm vé để đi vào dự World Cup. Mà bạn thấy không, đội Nhật Bản với đội Nam Hàn lúc nào họ cũng có cái vé để đi dự World Cup. Còn cái chuyện mà lãnh giải á, thắng World Cup á, là đâu phải là một cái chuyện dễ. Chẳng hạn như nước Mỹ hay là nhiều nước, nhiều quốc gia, người ta đá hoài từ hồi có World Cup tới giờ,
mà người ta đâu có tranh được cái giải nào. Nhưng mà người ta cũng vẫn là một cái đội mạnh. Người Việt Nam của mình rất là mê cái bộ môn bóng đá. Bởi vì ngoài cái môn bóng đá thể thao của Việt Nam đó, thì ở bên Việt Nam người ta không có những cái môn khác như là bóng gỗ, bóng chày hay là cà na đồ vân vân. Việt Nam là chỉ có duy nhất là một cái môn bóng đá mà thôi. Thì tâm lý mình hiểu được người dân Việt Nam rất là ao ước để mà được một ngày nào đó, người dân Việt Nam của mình ao ước một ngày nào đó đội tuyển của Việt Nam của mình sẽ có một cái tấm vé đi dự World Cup. Xin chia buồn với các bạn, ngày đó còn rất là xa vời. Nếu mà mình không có thuyết phục được các bạn về cái lý do tại sao, là bởi vì cái đường lối mà cái tư tưởng mà cộng sản độc tài á, không trọng dụng nhân tài á, thì Việt Nam đừng có nằm mơ. Cái bằng chứng là các cầu thủ ngoại đi về Việt Nam không có ai thành công cả. Các bạn thấy như là cầu thủ Liên Nguyễn là Việt Kiều Mỹ đi về Việt Nam nhưng mà cũng không có đất sống, rồi bị chê tới chê lui, cái người ta quay về Mỹ, cái người ta đá quá là hay. Cầu thủ Liên Nguyễn trở về Mỹ rất là hay. Việt Nam của mình sẽ mãi mãi vĩnh viễn sẽ không bao giờ sẽ tiến bộ trong mọi lĩnh vực nếu mà ngày nào Cộng sản Việt Nam mà họ còn lãnh đạo. Cụ thể là các bạn thấy những cái đội banh nổi tiếng, những cái đội banh mạnh, Nhật Bản, Nam Hàn là những cái đội banh của những cái nước tư bản. Các bạn chỉ cho mình một cái nước cộng sản nào mà họ có một cái đội banh mạnh đâu. Các bạn chỉ cho mình thử một nước đi. Không bao giờ có. Nếu mà ở Việt Nam mình bỏ cái sự lãnh đạo độc tài đảng trụy, bỏ Cộng sản Việt Nam, thì may ra ở Việt Nam mới có một cái đội banh mạnh. Bởi vì nếu mà độc tài cộng sản đó, thì những cái nhân tài họ không có cái đất họ sống. Là bởi vì những cái người tài đó là người ta phải phát huy ra những cái tư tưởng, những cái sáng tạo. Mà khi người ta phát minh ra đó thì cộng sản họ sẽ có những cái lực để mà họ cấm cản. Họ không có trọng dụng nhân tài. Các bạn thấy một cái cầu thủ của đội Saudi Seoul đó bị thương á, nhà vua phải đưa cái chiếc máy bay riêng chở cầu thủ đi qua bên Đức để mà trị bệnh.